thêm 260 ca Covid-19, hơn một nửa ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu lấy hơn 1 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 300 cán bộ, sinh viên Hải Dương lên đường chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 chiều 1 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Bộ Y tế trưa 1 tháng 7 ghi nhận 260 ca dương tính nCoV, gồm 258 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 260 ca mới từ số 17053 đến 17312, trong đó 258 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh 154 ca, Bình Dương 48, Long An 28, Phú Yên 10, Hưng Yên 5, Bắc Giang 4, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 3, các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp và Bắc Ninh mỗi nơi 1 ca. Trong số này, 207 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, đã thực hiện 3.142.956 xét nghiệm cho 7.437.135 lượt người. Đồng Tháp. Một ca là nam, 74 tuổi, địa chỉ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là F1 của bệnh nhân 14437 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 28 tháng 6 dương tính, đang cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bắc Giang. 4 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Nghệ An. 3 ca là trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính. Long An. 28 ca gồm 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 17 ca liên quan đến bệnh viện đa khoa Long An, 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền. Bốn ca liên quan đến chợ đầu mối hóc môn thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly từ trước. Một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29 và 30 tháng 6 dương tính. Bình Phước. Một ca là nam, 40 tuổi, địa chỉ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 7 dương tính. Hà Tĩnh. Ba ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính, đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hưng Yên 5 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính. Phú Yên 10 ca gồm 6 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. 2 ca liên quan đến trợ màng màng, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29 và 30 tháng 6 dương tính. Bắc Ninh một ca là nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh. Liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp khắc niệm đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 30 tháng 6 dương tính, đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Ninh. Bình Dương 48 ca gồm 26 ca liên quan đến công ty tại thành phố Thủ Dầu một, 3 ca liên quan đến công ty tại thành phố Thuận An, 11 ca liên quan đến khu nhà trọ Nhị Đồng, 4 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Thành phố Hồ Chí Minh. 154 ca, gồm 116 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa. 38 ca đang điều tra dịch tễ. 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 29 tháng 6, họ nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 30 tháng 6 dương tính, đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, hôm nay 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng với hơn 1 triệu mẫu để truy tìm F0, trong đó thành phố Thủ Đức 600.000 mẫu, quận Bình Thạnh 460.000 mẫu và quận 3 với 150.000 mẫu. Theo ghi nhận của tuổi trẻ online, sáng 1 tháng 7, tại nhiều địa điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn khu vực 1, thành phố Thủ Đức, quận 3, quận 4, đông người dân đã đến đợi lấy mẫu xét nghiệm. Tại điểm lấy mẫu trường tiểu học Kỳ Đồng ở phường 9 quận 3, Lực lượng chức năng địa phương cùng các nhân viên y tế bố trí thành từng khu để điều tiết, hướng dẫn người dân vào trong khuôn viên trường lấy mẫu theo đúng quy định. Tất cả người dân khi đến đây được kiểm tra phiếu lấy mẫu xét nghiệm đã phát trước đó và đo thân nhiệt trước khi vào trong. Người dân được yêu cầu ngồi chờ lấy mẫu tại các hàng ghế cách xa nhau khoảng 1,5 m. Địa điểm lấy mẫu nằm trong sân trường có không gian lớn, thoáng mát nên không xảy ra tình trạng tập trung đông đúc. Theo một lãnh đạo phường 9, người dân tại các khu phố 2, 4 sẽ được lấy mẫu trong ngày hôm nay. Theo dự kiến khoảng 14.000 người dân, là 65% tổng dân phường 9 sẽ được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7. Tại Ủy ban phường Thảo Điền quận 2, từ 9 giờ 30, nhiều người dân đã xếp hàng trước trụ sở để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Phía trong, người dân được bố trí ngồi theo đúng khoảng cách. Tuy nhiên, hơn 11 giờ, người dân vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, tối 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã có thông báo khẩn về việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 diện rộng trên địa bàn thành phố với số lượng 600.000 mẫu trong ngày 1 tháng 7. Song do đặc thù địa bàn rộng, dân số đông để đạt hiệu quả cao, thành phố Thủ Đức thông tin thời gian lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 1 tháng 7. Thành phố tập trung lấy mẫu cho nhân dân tại 9 phường thuộc khu vực 1 gồm các phường An Phú, An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây Thành Mỹ Lợi, Cát Lái và Thủ Thiêm. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân ở các phường còn lại. Ngoài ra, sáng cùng ngày, phường 6 và một số nơi đã phong tỏa trước đó trên địa bàn quận 4 cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Thưa quý vị, Thưa quý vị, đoàn hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đã được máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines đưa tới thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, 1 tháng 7. Lúc 2 giờ 30 ngày 1 tháng 7, đoàn xuất phát từ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đến sân bay Nội Bài, thành phố Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn chi viện có 319 người, gồm 9 cán bộ và 310 sinh viên các ngành, gồm xét nghiệm, y la khoa, điều dưỡng, trong đó, nhiều sinh viên từng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch hơn 40 ngày vừa qua. Được biết, sau 4 tiếng nhận đề nghị của Bộ Y tế, nhà trường đã phát động và nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tình nguyện lên đường của 310 sinh viên và 9 thầy cô. Để bảo đảm an toàn, ngày 27 tháng 6, Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương cùng nhà trường đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả mọi người trong đoàn. Vietnam Airlines cho biết góp sức vào hành trình thần tốc này đã bố trí riêng một chuyến bay để vận chuyển đoàn. Đúng 7 giờ, chuyến bay VN207 của Vietnam Airlines đã cất cánh từ Hà Nội và hạ cánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ. Trước đó, đội quân thiện chiến của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã tình nguyện góp sức trên nhiều mặt trận chống dịch quan trọng như tại tỉnh Hải Dương vào tháng 2 năm 2021, tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Đến nay, chỉ tròn một tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang, đoàn lại tiếp tục lên đường tới thành phố Hồ Chí Minh. Trường cũng đã thành lập bệnh viện giã chiến ngay tại bệnh viện của trường, thu dung điều trị cho gần 400 bệnh nhân COVID-19, song song với việc duy trì kế hoạch dạy và học. Bản tin COVID-19 chiều 1 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.